liên quan đến vụ việc sai phạm của nguyên bí thư chủ tịch Vĩnh Phúc, chủ tịch Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận. Ủy ban kiểm tra Trung ương học kỳ thứ 38 đã đưa ra đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật bà Hoàng thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và nhiều cá nhân khác về những sai phạm gây ra. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên, vi phạm tại các đảng bộ tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các cá nhân hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các cá nhân Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Vương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Thưa quý vị, thông tin Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận những ngày qua. Được biết, qua một rộng vụ án, người này có liên quan đến những sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn gây thất thoát hàng trăm tỷ. Người đứng đầu tập đoàn này là Nguyễn Văn Hậu, là một trong những đại gia giàu có nức tiếng ở Vĩnh Phúc. Tại quê nhà, người này sở hữu cả một biệt phủ nguy nga với tường rào được xây dựng kiên cố, có giá trị to lớn. Cận cảnh căn biệt phủ của Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Trước đó vào ngày 26 tháng 2, Nguyễn Văn Hậu cùng ba cán bộ tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên và Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam A Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can trên bị khởi tố đã có hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thù, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước phạm vào khoản 3 điều 221 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung hành 2017 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra xác minh củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật được biết, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu, có biệt danh là Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, trong khi quê gốc ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người dân huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu có tuổi thơ đầy vất vả, từng làm chân vịt để phụ giúp gia đình, trước khi bước vào thương trường, ông chủ tập đoàn Phúc Sơn có giai đoạn kiêm cả nghề chạy xe ngựa. Sau đó, Nguyễn Văn Hậu quyết thoát khỏi lũy trẻ làng gây dựng cơ nghiệp. Khi đã lập nên cơ nghiệp như hiện nay, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn quay về quê nhà, xây dựng nên cường ngơi quỳ nhà hoành tráng. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt phủ lưng lẫy hiện ra được bao quanh bởi bức tường giáo kiên cố cùng hệ thống an ninh trang trịt. Ngôi biệt thự nằm trên mặt đường quốc lộ 2C, mặt tiền kiên cố khiến cho những ai đi qua đây cũng phải ngớt nhìn. Ngoại thất bên ngoài được Nguyễn Văn Hậu xây dựng theo phong cách cổ điển với tường vàng và mái ngói xanh mát mắt. Cánh cổng nhà màu vàng, chạm khắc hoa văn phong phú chim nổi đi vào phía trong sân nhà, Hàng cây xanh được Chủ tịch Phúc Sơn trình bày tinh tế cùng với khoảng không, sân vườn, rộng sái và tráng lệ. Có thể nói căn biệt phủ có giá trị khổng lồ. Vậy nhưng từ những sai phạm của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu gây ra khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi liệu rằng căn biệt phủ kia có phải xây dựng nên từ tiền không chính đáng mà có? Hai dự án ở Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Đi cùng với sự lớn nhanh như thổi, tháng thầu hàng loạt dự án nghiên tỷ của tập đoàn Phúc Sơn là hành vi đi đêm, nhận hối lộ cũng như là nhiều vi phạm khác của một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cụ thể, Phúc Sơn từ một doanh nghiệp có quy mô và năng lực phố huyện, cỡ nhỏ, thành lập năm 2004, doanh thu 2014 đạt 100 triệu. Năm 2015, công ty Phúc Sơn phân mình mạnh mẽ, lớn nhanh như thổi, khi nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam, kịp đánh những trận đấu lớn trên thương trường kinh doanh cả nước. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ cao gấp 12 lần từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Thắng thầu hàng loạt dự án từ Bắc vào Nam với con số hàng nghìn tỷ đồng, không kê khai và trốn thuế với số tiền khủng là những điều mà hầu như ai cũng được nghe bởi truyền thông, báo chí thời gian gần qua nói về doanh nghiệp này. Quá trình vân mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, Đáng chú ý, quy đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn đã xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 hecta, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ tài chính, dịch vụ Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nhà Trang cũ. Trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng đỡ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, công ty Phúc Sơn đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Sau đó, ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu. Bên cạnh đó, sự việc bành trướng do tập đoàn Phúc Sơn gây ra còn có sự tham gia đằng sau của các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, việc bí thư và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành với nguyên chủ tịch và chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vừa bị bắt tạm giam cho thấy những biểu hiện về sự gắn kết giữa các cá nhân với tập đoàn Phúc Sơn trong một quá trình dài đã lộ rõ. Khi vụ việc bị phanh phui mới lộ ra, vi phạm giữa các đối tượng này có từ khi ông Đặng Văn Minh làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Lê Duy Thành thời còn làm ở Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, nhiều vụ việc cán bộ cấp cao, một số ủy viên trung ương, đại biểu quốc hội vi phạm pháp luật cũng khiến cho dư luận vỡ lẽ ra nhiều điều. Tuy nhiên, sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Công an công bố bằng chứng cũng gây choáng, sốc với nhiều người. Một tập đoàn để lại sự nhăm nhở, bề bộn của các dự án từ bắc vào Nam, nợ tiền thuế, trốn thuế nhà nước, các cơ quan cấp tỉnh quản lý bó tay, không kiểm kê, quản lý và giám sát được. Điều này cho thấy Phúc Sơn không khác gì là con bạch tuộc vươn vòi khắp nơi, lũng đoạn địa phương, địa bàn mà nó đi qua. Theo thông tin của Bộ Công an, cơ quan chủ quản không nắm được năng lực tài chính, không kiểm soát được tình hình hoạt động. Nói cái khác, đây là sự bất lực trước một thế lực có sự liên minh giữa những người đứng đầu tỉnh, đứng đầu chính quyền địa phương với doanh nghiệp. Hành vi nhận hối lộ trước đó của các vị quan chức là cái tất yếu này dẫn tới cái tất yếu kia hành vi nhận hối lộ góp phần không nhỏ dẫn tới sự yếu kém, coi thường cũng như sự trì hoãn và năng lực thực thi dự án của doanh nghiệp Phúc Sơn. Việc để hàng loạt các dự án sang dở khắp nơi chỉ là hệ quả của quá trình làm ăn hình thức, rút ruột của công. Trung tướng Tô Ân Sửa đã nói đây là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân. Trong giai đoạn quá độ hiện nay, người dân được chứng kiến sự bắt tay nhau của một số bộ phận cán bộ có chức có quyền và doanh nghiệp tư nhân. Tiếc rằng thời gian là câu trả lời cho tất cả. Quyền lực nhà nước là tập trung, thống nhất và có cơ chế kiểm soát quyền lực đang ngày càng hoàn thiện. Vi phạm dù ở cấp nào, địa vị nào khi có các chứng cứ phạm tội đều phải tước bỏ áo khoác quyền lực mà nhân dân đã trao gửi để bị điều tra, truy tố và xét xử. Cùng với sự tiến bộ xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật, sân trời giữa các doanh nghiệp, công tư đều là bình đẳng và minh bạch. Có thể thấy vụ án của tập đoàn Phúc Sơn gây thất thoát nặng nề tiền của ngân sách nhà nước gây nhiễu loạn thị trường kinh tế. Tiếp tay của một số lãnh đạo cũng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Mọi sự đi đêm, thiếu trong sáng sẽ bị trả giá dù là sớm hay muộn. Liên quan đến vụ án của tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, đến nay Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 15 bị can, trong đó có cả các lãnh đạo, đại biểu quốc hội đã từng chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ Trước đó, ông Lê Duy Thành đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa bị khởi tố, bắt giam. Theo đó, vào chiều ngày 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với tội nhận hối lộ, quy định tài khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Việc bắt ông Lê Duy Thành là kết quả mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 Quy đề CSKT P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Được biết, Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sinh năm 1969, quê quán xã Vũ Si, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ học vấn, tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% 47 trên 47 phiếu bầu đồng ý. Tháng 10 2020, ông Lê Duy Thành tái đắc cử Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 8 tháng 7 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, từ tháng 6 2016 đến tháng 7 2020, ông là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, rồi là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10 2015, ông Lê Duy Thành là ủy viên Thường vụ tỉnh ủy khóa 16, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 12 2013 đến tháng 10 2015, ông là ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 15 từ 2014. Trước tháng 12 năm 2013, ông Lê Duy Thành từng giữ các chức vụ: phó cục trưởng cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian gần đây, trong phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tháng 2 năm 2024, ông Lê Duy Thành yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện theo thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã liên tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các vị trí quy hoạch bố trí giao đất dịch vụ, tập trung giải quyết vi phạm thuộc vi phạm địa giới hành chính của địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến trong quý 1 tỉnh sẽ đạt và vượt mục tiêu thu hút đầu tư cả năm 2024. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp ngành tập trung triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về việc phát triển kinh tế xã hội 2024. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ chương trình công tác, chương trình làm việc, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thao dỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Cho thấy trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thể hiện sự quyết tâm trong việc xử lý nghiệm vi phạm đất đai. Vào hồi cuối năm 2013, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, ông Lê Duy Thành có 19 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 40,43%, 2 phiếu tín nhiệm, chiếm 4,26%, 25 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 53,19%, là người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất và phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Ông cũng là trường hợp duy nhất trong tỉnh, nhận quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp. Đến nay, ông Lê Duy Thành cũng là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Bản thân ông Thành cũng đã từng nói, không bao giờ nghĩ kết quả như vậy. Bộ Công an kêu gọi đối tượng liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, các đơn vị liên quan, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án khẩn trương đầu thú, tố xác tội phạm và khắc phục hậu quả để nhận được chính sách khoan hồng của pháp luật. Các bị can bị khởi tố có hành vi giả mạo, khai man, đề ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước, vi phạm vào khoản 3. Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, Mở rộng vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, sáng ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 9 bị can. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tài khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Cùng bị khởi tố về tội danh này trong vụ án còn có ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can nói trên tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị, vào chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua, chính cán bộ lãnh đạo Trung ương bị khởi tố về tội nhận hối lộ do có liên quan đến các sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn. Ngay khi thông tin này được đăng tải đã gây nên nhiều ý kiến xung xao trong dư luận. Đáng chú ý, một trong những bị cáo có bà Hoàng Thị Thúy Lan, đang giữ chức vụ đại biểu quốc hội từ một giáo viên nghèo trở thành bí thư tỉnh ủy. Vậy nhưng bà Lan đã bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra vụ án. Trước đó, từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ 50 phút chiều ngày 8 tháng 3, rất đông các lực lượng, trong đó có cả cảnh sát giao thông, đã lập rào chắn tạm phong tỏa khu vực phố Chiền, nơi có nhà riêng của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng lập rào chắn hạn chế đi vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vĩnh Yên, nơi có nhà riêng của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân nhận được thông báo di chuyển theo hướng đường khác vì nơi đây đang có cơ quan chức năng thực thi công vụ. Nhiều cảnh sát giao thông ứng trực để hướng dẫn phương tiện qua lại. Đến hơn 15 giờ, lực lượng công an đã dỡ bỏ rào chắn ở phố Chiền và đường Phạm Hồng Thái. Hoạt động giao thông tại đây trở lại bình thường. Tối cùng ngày, tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn cường cho biết, ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1.000 tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8 tháng 3, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 trên quy đề CSKT P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long – và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của đảng nhà nước ngày 7 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định. Được biết, quyết định trên được thực hiện khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Được biết, bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1966, quê quán tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà Lan là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, rồi làm phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 5 năm 2001, Bà Lan là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng tỉnh đoàn, rồi Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004, bà Lan là Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 7 năm 2004, bà Lan trở thành bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tháng 12 năm 2006 là bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 1 năm 2009 là chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 10 năm 2010 là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tháng 5 năm 2012 là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015 bà Lan được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, khóa 15, nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Kim Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, họp kỳ thứ 12 bất thường, tại kỳ họp này bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà Tái đắc cử bí thư tỉnh ủy. Tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, bà Lan được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Khóa 16, bà Lan được bầu làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương. Trong thời gian bà Hoàng Thị Thúy Lan, giữ chức bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, con gái bà Lan là Trần Huyền Trang sinh năm 1990, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang 31 tuổi trở thành nữ phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Trước đó, bà Trần Huyền Trang từng du học Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013. Đến giữa năm 2016, bà chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xuất tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Sau khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng nhà nước trong bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với bà Trần Huyền Trang, con gái bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thủy Lan. Trước khi bà Hoàng Thị Lan bị tạm đình chỉ chức vụ khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ, cũng đã có nhiều cán bộ trung ương bị cách chức khởi tố. Tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội khóa 13 tới nay, đã có 6 trường hợp Từng là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, vững lào lý, hàng loạt những vụ việc tương tự xảy ra khiến người dân không khỏi lo lắng. Ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từng là cái tên được người dân yêu quý tin tưởng. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 6 năm 2002, tại hội nghị Trung ương bất thường, ban Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh, trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, được xác định là có sai phạm liên quan việc nghiên cứu, chuyển giao, cấp phép, hiệp thương giá và mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, diễn ra từ ngày 3 tháng 2 năm 2020 tới khi cơ quan chức năng phát hiện. Một ngày sau, chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022, ông Chu Ngọc Anh bị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số đơn vị địa phương. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án nêu trên. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh lệnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Với ông Chu Ngọc Anh, ngày 6 tháng 6 năm 2022, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị Ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi đảng tại Hội nghị Trung ương bất thường do sai phạm trong vụ kích xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, ông Long đã bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế. Chiều cùng ngày, ông Long cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hàng, trong cùng vụ án tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long được xác định can thiệp tác động hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình từ cấp phép, hiệp thương giá cho tới ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ, sau đó ông Long đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương, ngày 6 tháng 7 năm 2021, 5 tháng sau đại hội 13, tại hội nghị Trung ương 3, ông Trần Văn Nam, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy Bình Dương, bị Trung ương Đảng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng cả 3 nhiệm kỳ 2010-2015. 2015-2020, 2020-2025. Sau đó ông Nam bị kỷ luật xử lý hình sự. Ông Nam được xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, vốn tài sản của Đảng, nhà nước tại tổng công ty 3 tháng 2, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản ngân sách của Đảng, nhà nước và nhiều cán bộ đảng viên của tỉnh, vi phạm kỷ luật Đảng bị khởi tố hình sự. Tới ngày 27 tháng 7 năm 2021, ông Nam bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Ngày 30 tháng 8 năm 2022, ông Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo khác trong vụ án được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương bị tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, Trần Văn Nam chấp nhận mức án đã tuyên không kháng cáo. Ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2022, ông Phạm Xuân Thăng bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và một số đơn vị địa phương. Ngày 3 tháng 10 năm 2022, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Thăng do sai phạm liên quan vụ án nêu trên. Ông Thăng được xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là người đứng đầu tỉnh ủy để chỉ đạo can thiệp giúp đỡ công ty Việt Á, xuyên suốt từ việc được vào tỉnh Hải Dương phối hợp xét nghiệm, mở rộng phạm vi để tiêu thụ kit test, thanh toán tiền trái quy định. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty thương mại vận tải và du lịch, xuyên Việt, OI và một số cơ quan liên quan. Đầu tháng 10 năm 2023, ông Thọ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Vi phạm của ông Thọ bị đánh giá mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu, bức xúc ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, mở rộng điều tra những sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tháng 1 năm 2024. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, lúc đó đang là Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoảng 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Vào cuối tháng 1 năm 2024, tại hội nghị trung ương bất thường, ông Trần Đức Quận đã bị ban chấp hành trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Hàng loạt những quan chức cán bộ trung ương và phải vòng lao lý về tội danh nhận hối lộ gây hồng mang dư luận. Muốn xã hội phát triển, việc chống tham nhũng là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Liệu rằng trong thời gian tới, những cán bộ vi phạm mới đây sẽ bị xử lý ra sao? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo